chào tất cả các bạn độc giả của Amphabook. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với năm 2019. Khoảnh khắc này chắc hẳn còn trở nên đặc biệt hơn nữa khi đây là lời chào tạm biệt của chúng ta đối với cả một thập niên đã qua. Không biết là trong 10 năm qua của các bạn thế nào, các bạn đã đạt được những thành tựu gì, hay là có còn điều gì khiến bạn trăn trở hay không? Mỗi độ Tết đến xuân về là một dịp để chúng ta có thể nhìn lại quá khứ của mình, nhìn lại chặng đường đã qua, cũng như là đưa ra những hướng đi và mục tiêu mới cho bản thân. Và cũng nhân dịp đặc biệt này, Amphabook xin điểm lại và công bố top 10 cuốn sách quản trị kinh doanh nổi bật nhất trong 10 năm qua của mình. Top 10 cuốn sách hẳn sẽ không còn xa lạ đối với các bạn độc giả. Đây đều là những cuốn sách nhận được nhiều giải thưởng uy tín cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao. Không chỉ có vậy, những cuốn sách này còn được đông đảo độc giả trong và ngoài nước đón nhận. Vậy không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mình xin công bố top 10 cuốn sách quản trị kinh doanh nổi bật nhất của Amphabook trong 10 năm qua. Cuốn sách đầu tiên mình xin giới thiệu đó là cuốn Chiến lược Đại Dương Xanh: Làm thế nào để vô hiệu hóa đối thủ cạnh tranh và tạo ra khoảng trống thị trường. Chắc hẳn cuốn sách này không còn xa lạ đối với nhiều độc giả. Đây là cuốn sách thay đổi tư duy chiến lược, giúp bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình cũng như là do doanh nghiệp của mình. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Tư duy nhanh và chậm: Nên hay không nên tin vào trực giác. Đây là cuốn sách đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002. Cuốn số 3 là cuốn Quốc gia khởi nghiệp: Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Cuốn sách thứ tư mình xin giới thiệu là Trí tuệ Do Thái. Đây là cuốn sách lý giải tại sao người Do Thái có thể xuất sắc đến như vậy. Cuốn sách thứ năm mình xin giới thiệu là Tỷ phú bán giày của Tony Hsieh. Đây là CEO của Zappos.com, công ty được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô la. Cuốn sách thứ 6 mình xin giới thiệu đó là cuốn Phi lý trí. Cuốn sách này sẽ khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người. Cuốn sách thứ 7 mình xin giới thiệu đó là cuốn sách Tạo lập mô hình kinh doanh. Đây là cuốn sách dành cho những người có tầm nhìn xa, những người muốn thay đổi cuộc chơi và những kẻ thách thức, muốn phá vỡ mô hình kinh doanh cũ, lỗi thời để trong thời đại của chúng ta. Cuốn sách thứ 8 mình xin giới thiệu đó là cuốn Định vị: Cuộc chiến dành tâm trí khách hàng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm sao để có thể quan sát và lắng nghe trong một thế giới quá tải thông tin. Đây được coi là cuốn kinh thánh về chiến lược. Cuốn sách thứ 9 mình xin giới thiệu đó là cuốn Tiểu sử Steve Jobs. Đây là cuốn tiểu sử đầu tiên cũng như duy nhất nhận được sự đồng ý của Steve Jobs. Cuốn thứ 10, một cuốn sách khá là nặng ký, là cuốn Phân tích chứng khoán. Đây là cuốn sách được Warren Buffett nhận xét là tấm bản đồ chỉ đường trong đầu tư mà ông đã, đang và sẽ sử dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin về từng cuốn sách, mời các bạn truy cập vào trang web alphabook.vn. Lời cuối cùng, Alphabook xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, giàu niềm vui và sức khỏe.